Chào các bạn. Hôm nay chiều nay Tấm nấu bún bò. Bún bò thì Tấm có một cục bắp bò, tất cả đều đã rửa giấm muối sạch sẽ. Một cục bắp bò, 3-4 cục xương heo và mấy khoanh giò heo. Tấm còn cái phần trên của cái bắp giò đó, cái này cái móng nên nó hơi bự, Tấm cắt ra cho vừa ăn sẵn rồi. Và rửa giấm muối sạch sẽ rồi, bây giờ Tấm sẽ bắt lên để Tấm trụng trước khi nấu. Và nấu bún bò thì Tấm có hành tây, sả, hành, tỏi, một miếng thơm, sỏi bằm, tất nhiên là phải có bún. Và Tấm cũng có giá, rồi rau muống bào Tấm mới vừa bào xong. Tấm đi mua bắp cải, bắp chuối nhưng mà không có, nên là bữa nay Tấm sẽ ăn tạm cái bắp cải tím thay cho bắp chuối. Và rau ăn kèm thì có kinh giới, rồi hành ngò thì có sẵn rồi, và một ít rau răm bỏ vào trong cái rau nêm. Bây giờ Tấm sẽ đem cái nguyên cái phần thịt xương này, giò, Tấm đem Tấm trụng qua nước sôi trước khi mình nấu. Bây giờ Tấm bắt nước lên và Tấm thả hết tất cả cái phần xương thịt này vô để trụng qua nước sôi, rồi rửa lại và bắt đầu nấu. Hôm trước Tấm nấu bún bò thì Tấm cái giò heo một cái thì nấu một lần thì nó nhiều lắm, Tấm chia ra. Và cái thằng phần mà cái thịt bắp trên cùng á, cái khoanh giò đã lớn nên giờ Tấm cắt ra thành 3-4 miếng để vừa ăn thôi. Tấm bỏ vô đây một chút muối, mình cho nó sôi lên, Tấm rửa lại, rồi sau đó là mình nấu. Mình bỏ những cái gì có cái hương thơm như mình muốn, mình vô mình nấu. Trụng xương thì mình không có nấu cho nó sôi nhiều, các bạn nó vừa chớm sôi lên là mình đem ra mình rửa được rồi. Chiều nay trong khi nấu bún bò thì Tấm cũng làm cái món thịt rang tôm để ăn cơm cho ngày mai. Giờ Tấm đi bằm hành tỏi để ướp cho cái món thịt rang của Tấm, tôm rang của Tấm, với lại để làm cho cái món bún bò luôn. Giờ Tấm đem hành tỏi qua đây để mà bằm. Tấm sẽ xài cái thớt kia, Tấm không thích cái thớt này. Cái thớt này để sắc thịt sống. Hồi nãy sắc thịt bằng cái thớt này rồi. Giờ Tấm đặt máy xuống để làm nha. Cầm nó bất tiện quá mà làm nó khó quá. Một mình vừa quay vừa làm nó hơi lâu đó các bạn. Tấm sẽ hầm giò heo riêng. Hôm trước Tấm nấu chung cái trên giò heo, nó có cái da, cái chất keo đông nó ra, nó làm cho cái nồi nước mình nó đục mà nó dễ thiêu lắm các bạn. Xương thịt đã được rồi, tắt bếp đổ ra rửa. Bây giờ phần xương thịt Tấm rửa lại xong rồi, nhưng mà cái phần giò heo á, Tấm sẽ hầm một nồi riêng. Tại vì cái chất keo đông ở trong cái da, cái mỡ nó ra đó các bạn, nó làm cho cái nồi bún của mình nó đục. Cho nên Tấm sẽ luộc riêng cho nó gần được á, lọc đầu nó vớt ra rồi cái nồi sẽ bỏ vô nồi bún. Cho nên bây giờ Tấm sẽ cho sả vô đây. Nấu bún bò thì phải nhiều sả, cái mùi chủ yếu của nó là sả. Còn ở bên cái nồi luộc cái giò heo Tấm cũng bỏ sả vô, và ở bên cái nồi bún bò Tấm cho vô một củ hành tây cho nó ngọt nước. Rồi lát nữa nó sôi Tấm sẽ cho miếng thơm vô. Bây giờ thì chưa cho. Giờ Tấm bằm hành tỏi ra. Sẽ hớt cái bọt của cái nước bún bò này.
Hồi nãy Tấm quên một cái nguyên liệu nữa, đó là giò sống các bạn. Giò sống nữa nha. Lát nữa Tấm sẽ dứt bỏ vào trong cái nồi nước bún. Cái nồi bún của mình nãy giờ Tấm đã vớt bọt 2-3 lần mà nó đã trong nước rồi. Tấm được thêm nước ở đây rồi. Thì bây giờ Tấm sẽ cho cái miếng thơm vô đây. Và Tấm cho vô đây một ít đường phèn. Xong rồi cho vô đây mấy viên đường phèn. Rồi Tấm cho vô đây 2 muỗng gia vị bún bò Huế. Cho vào đây một ít một tí gia vị bún bò cho nó sống vào trong cái giò heo cho nó thơm. Cái nước đó mình sẽ bỏ đi, mình không có lấy hành nấu giò heo á, để mình cho vô đó cho nó thấm vô giò heo cho ngon thôi, chứ mình không có dùng cái nước đó, nước bỏ đi. Bây giờ Tấm tranh thủ Tấm sẽ làm món tôm rang thịt. Bây giờ Tấm thắng vào điều màu cho bún bò Huế và tôm rang thịt. Đây là hột điều màu. Tấm tra vào cái thắng rồi, sẽ cho hạt điều màu đi. Giờ dầu điều nó gần được rồi nè các bạn. Chờ thêm một tí nữa. Nghe nổ lắp tắt là được. Được rồi, tắt bếp. Để thêm một tí nữa cho nó ra hết cái màu đó. Rồi mình sẽ đổ qua cái rây này qua đây. Ít thôi. Ta cho hành tỏi vô đây. Giờ hành tỏi nó thơm lên rồi đó. Cho thịt cho xào. Thịt nó săn lại đó các bạn, nó trong nó mỡ rồi nè. Thì Tấm cho thêm đây một miếng nước mắm. Thịt này có vẻ nó cũng chín rồi đó. Thì bây giờ Tấm cho tôm vô. Cho cái tôm hồi nãy Tấm cắt đầu đọc tôm cho vào đây luôn. Cái bữa Tấm răng riêng, ăn tôm riêng, và bữa nay thôi Tấm chọn vô đây luôn. Rang chung với thịt luôn. Giờ tôm mà nó chín, thịt nó cũng chín thêm. Cho nửa lớp để lại cho con tôm nó giòn cái vỏ đó. Bỏ tôm vô rang chung nó cũng đẹp nữa các bạn nè. Mấy bữa Tấm rang riêng rồi để riêng ra, rồi rang thịt rồi mới đổ tôm vô. Bữa nay Tấm thử Tấm rang thịt nó
cũng chín chín rồi, cái tôi cho tôm vô luôn. Cho vào đây miếng ớt bột, ớt bột cho nó hơi cay cay thôi chứ còn màu thì mình có rồi. Mình cho vào đây một chút nước mắm. Rồi một tí hành mình cắt nhỏ, là xong món tôm nướng thịt rồi các bạn ơi, cũng hấp dẫn lắm á. Trong khi hầm cái nồi bún bò thì Tấm đánh thử Tấm luộc bún, mắc cười quá. Ở nhà hết bún bò rồi, hết bún cộng lớn rồi, cũng không có biết. Không để ý cái định nên là còn. Đi chợ thì mua đồ về nấu bún bò mà không mua bún. Về mở ra thấy bún nhỏ, thôi thì luộc bún nhỏ ăn cũng được. Khi này ăn bún bò với sợi nhỏ chứ không ăn sợi lớn. Thì Tấm vừa hầm cái cục bắp bò này mà vừa luộc bún. Lát nữa nó gần được rồi cái Tấm cho cái giò heo mình luộc rồi đó vô, nó đặt Tấm cho giò sống vô, cái Tấm luộc bún xong rồi Tấm cho giò sống vô. Bây giờ Tấm sẽ bỏ giò sống vô cho cái nồi bún bò. Dứt từng viên bỏ vô. Sống thì bỏ vô nó nổi lên là nó chín rồi các bạn. Bây giờ tôi sẽ bỏ hết cái giò heo mà Tấm luộc nãy. Rồi. Nêm nếm lại thôi. Và để cho cái cục bắp bò nó nằm trong này cho nó chín thêm. Rồi mai Tấm ăn Tấm mới xắt cái cục bắp bò ra. Bây giờ cho nó sôi lại. Nêm nếm là tắt bếp. Rồi đây là nồi bún bò Tấm đã nấu xong rồi các bạn. Bún đã luộc rồi. Mắc cười quá, Tấm không để ý bún bò nó hết rồi. Cái giờ đi nấu bún bò lấy ra thì không còn bún lớn, thôi cho cả nhà ăn bún nhỏ. Trong cái đũa nó dính màu vàng. Rồi rau thì Tấm cũng làm rồi đây. Tấm bào rau muống, rau kinh giới. Rồi không có, Tấm tìm không có bắp chuối. Mùa này sao không có bắp chuối, Tấm thôi ăn tạm với cái bắp cải màu tím. Rồi Tấm trộn ở đây kinh giới với ít rau răm. Rồi còn giá thì sáng mai ăn á, Tấm sẽ cho giá vô sau, giờ cho vô rau sợ nó ốm hư cái rau á. Cái Tấm còn có xà lách nữa, nếu mà ai muốn ăn thêm xà lách thì có. Còn bây giờ Tấm trộn rau muống bào, bắp cải tím với kinh giới ở đây. Và hành ngò thì cũng có luôn rồi. Vậy sáng mai Tấm ăn bún bò các bạn. Giờ Tấm ăn bún bò Huế đây các bạn. Tấm đã làm ra hai tô bún bò. Hồi hôm Tấm quên nói các bạn về làm cái sa tế để ăn với bún bò nữa. Đây là một tô thì Tấm ăn với xương, còn tô bên này là ăn với giò heo. Mà cục giò hơi lớn nên Tấm cắt cho nó vừa ăn ra. Rồi Tấm bỏ thêm chả nữa. Rồi rau thì có thêm giá. Tấm cũng không có nhắc các bạn là làm cái sa tế gồm mà tỏi với sả với ớt bằng dầu điều màu đó các bạn, mình xào lên thôi. Rồi mình ăn kèm với mắm ruốc Huế nữa nha. Và nhớ là trong cái nồi nước thì nêm cuối cùng là mình nêm miếng mắm ruốc vô nữa. Khoai sao mà cái mặt mình nó bự mâm. Bữa ăn sáng đã xong. Bún bò Huế bà Tám. Cảm ơn bà Tám đã nấu bún bò Huế. Cảm ơn các bạn đã xem bún bò Tám bà Huế. Bún bò Huế bà Tám.
giờ tắm đi làm đây. Bye.